Thôi chúa thì mới. Nào, ngồi thẳng xuống. Ngẩng mặt cao lên khỏi bị cận nào. Nào. Ngồi đàng hoàng, mẹ nói nghe lời mẹ nào. Luôn. Nào, bắt đầu biết từ đâu? Đứng ở đây. Đúng rồi, phải quá biết chậm thôi, từ từ. Rồi đây con bỏ cân cốt lên đây nhá, để không, con biết. Mẹ ơi. Nè, biết không? Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ nói gì vậy? Đấy, làm gì hỏi làm gì đâu, con biết đi, nhanh lên nào. Em ơi. Cái này xấu đây nè. Cái này đâu? Cái này đẹp mà. Đẹp thì viết tiếp đi, lại xấu thì viết lại, đẹp viết tiếp. Mẹ ơi, mong mến nào không? Yêu án thì mộng mi. Ôi thì mộng mi. Ông ơi mến này rồi đấy mẹ. Nè, con viết hết chữ, con viết hết hai hàng đã đi rồi, mẹ cho con nghỉ nào như thế rồi sáng mai viết tiếp nào. Viết đẹp nha. Mẹ. Viết xấu thì viết hết bài luôn. Trời ơi, anh ấu anh đồ chơi gì? Rồi, viết đẹp đi. Em mẹ. Mẹ làm sao? Anh ấu anh đồ chơi gì? À, được rồi, ok, viết xấu đánh 10 cây luôn. Thật đó. Được rồi, giỏi quá. Viết chậm chậm nào, viết đẹp ngẩng mặt lên, ngồi thẳng lưng lên khỏi bị đau lưng nào, bị cận nào. Rồi, giỏi quá rồi. Ai làm nữa? Chữ này là chữ gì? Bò. Giỏi quá. Bò.